Kính chào bà con và các bạn ha. Hôm nay Phước Heo Rừng. Hôm nay mình review cho các bạn xem một cái video quay về cái món heo rừng quay thảo mộc trứ danh của công ty mình. Cái món heo rừng quay này nó đặc trưng ở một cái chỗ là chúng ta sẽ để một con heo quay, không phải như truyền thống hồi xưa mà mổ banh cái bụng ra mà quay nó khô. Hôm nay chúng ta làm giống kiểu quay Lạng Sơn. Bên ngoài ở mình sẽ có một cái bếp lò than luôn, bếp lò than như trong hình mà bà con đang xem ha. Rồi gia vị nè, lá mắt mật tươi nè, gia vị nè, mắt khén, hạt dổi, tiêu rừng hay là cái tiêu lớp gì đó thì chúng ta nhét vào trong. Thì những cái gia vị đó, gia vị chúng tôi làm sẵn thì nhét vào trong và ướp cho nó phù hợp. Rồi chúng tôi sẽ có cái đội ngũ quay hỗ trợ cho mình quay bằng ươm như vậy luôn. Cái này giai đoạn là nó quay tầm khoảng 35-40 phút bắt đầu nó lên màu, rất là đẹp rồi ha bà con. Thì mình có cái dịch vụ này là phục vụ tận nơi tận nhà cho bà con, quý bà con luôn. Thì trong cái dịp mà lễ Tết như thế này á, hoặc là ngày bình thường thì chúng tôi vẫn phục vụ bà con, chỉ cần bà con alo thôi. Thì mình hoạt động ở 13 tỉnh miền Tây, cứ đặt hàng trước cho Phước ít nhất một ngày để Phước soạn heo và Phước lên đơn hàng cho bà con. Thì cái đúng giờ quý khách đặt thì chúng tôi sẽ đem lò, đem heo rồi tới đầy đủ cho bà con. Còn nếu bà con muốn xài heo giống như kiểu truyền thống hồi xưa là mình mổ banh ra mình quay giống như kiểu truyền thống hồi xưa theo kiểu thế phục hổ thì chúng tôi vẫn nhận đơn và chúng tôi vẫn quay cho bà con bằng cái lò truyền thống mà lò điện. Cái tiêu chí là cái sản phẩm của mình phải là chất lượng tốt nhất và phục vụ bà con tốt nhất. Theo cái hướng gọi là ngon nhất thì chúng tôi cam kết rằng cái sản phẩm của mình sẽ còn nóng giòn cho đến tay của người tiêu dùng. Đó. Nếu mà hàng không nóng giòn thì lỗi thì chúng tôi đổi trả. Rồi cái thứ hai nữa, combo của mình gửi cho khách hàng là nó gồm có rau rừng, nước chấm vị Tây Bắc, trong đó có mắt khén, hạt dổi, tiêu lớp. Đó. Thì những cái gia vị đó thì anh em ở Tây Bắc hoặc là Tây Nguyên, Lạng Sơn sẽ rất là rành những cái nguyên liệu đó. Và cái thứ hai nữa thì theo cái công thức đặc trưng của mình thì sẽ rất là ngon. Và cái thứ ba nữa là nó sẽ khác biệt với heo quay miền Tây của mình, là có cái vị ngũ vị hương, nó sẽ đỡ ngán, đỡ ngấy hơn. Và đặc biệt nữa thì cái mỡ heo rừng này sẽ rất ít ngán như heo trắng hồi xưa. Và những cái loại heo rừng của mình thì cái xay của nó là cái xay tầm 20-25 kg là người ta bán rồi, là nuôi thầm khoảng 4 tháng mấy 5 tháng thì người ta bán rồi, vừa xay người ta bán rồi, chứ không phải như heo trắng 100 kg. Cho nên là heo rừng mình cam kết là heo rừng sạch, khỏe và heo rừng mạnh, không có vấn đề về sức khỏe hay vấn đề gì cả mà mình phải mần thịt nó. Đó. Cho nên là bà con yên tâm sử dụng sản phẩm là heo rừng. Có một số bà con sử dụng cái sản phẩm heo rừng quay nè, bà con hờ cơ bà con hỏi Phước thôi là heo rừng này có đảm bảo chất lượng không, thứ hai nữa là có phải heo chết heo bệnh gì không, thì xin thưa bà con là cam kết bà con chất lượng 100%. Nếu xảy ra lỗi mà bà con xác nhận được đúng là lỗi thì chúng tôi sẽ đổi trả miễn phí ha, đó là lỗi bên chúng tôi. Còn sản phẩm chúng tôi là đảm bảo an toàn 100% vì chúng tôi là công ty hoạt động trên lĩnh vực này 10 năm. Đó, cho nên đủ khả năng để phân biệt được con heo nó tốt hay heo nó xấu và cái uy tín làm nên thương hiệu. Khi mà con liên hệ cho Phước qua số hotline 0966 496 488 hoặc là Zalo 0338 126 640 thì Phước sẽ phục vụ bà con một cách tốt nhất. Kính mong quý khách hàng là những cái đối tác hồi xưa giờ của Phước từng liên kết là những công ty, những doanh nghiệp, những nhà xưởng, những cái bạn hàng lẻ và những cái anh chị em cửa hàng công ty đã từng ủng hộ Phước thời gian qua. Phước rất cảm ơn và cũng mong là thời gian tới mình sẽ nhận được nhiều đơn hàng hơn nữa và được sự tín nhiệm của bà con nhiều hơn nữa. Với sự quyết tâm để phát triển cái mô hình này cho nó chính xác hơn, nó rộng rãi hơn nữa thì kính mong là bà con hỗ trợ Phước nhiều hơn trên con đường này. Còn có một số đối tượng sử dụng cái danh nghĩa, cái tên hoặc là cái thương hiệu gì đó để đánh bóng tên tuổi hoặc là lấy hình ảnh của Phước thì xin lỗi, đó không phải là Phước. Phước xin nhắc lại là cái số hotline của mình là nằm dưới chân màn hình 0966 496 488 ha.
Rồi, quý bà con mà có yêu mến, có muốn sử dụng sản phẩm thì cứ gọi về cho Phước qua số hotline đó nha. Thì Phước sẽ phục vụ tận tâm, bà con đừng ngại gần hay xa thì Phước vẫn đều phục vụ hết. Cứ yêu cầu đúng giờ đúng giấc là Phước sẽ hỗ trợ cho bà con. Ha, cảm ơn bà con rất nhiều. Xin chào bà con.